Hello, xin chào anh em. Xem ở đâu cũng vậy, xem ở đây ủng hộ Rock Gà một view, một like, một đăng ký. Vui thì xem, không vui thì đợi lúc nào vui thì xem. Bận thì bấm một like, rảnh ngồi xem. Không rảnh để xem thì treo máy cho Rock một view. Cảm ơn em nha. Ok, như vậy là đoạn vừa rồi là mình đã vừa quảng cáo xong. Nếu như anh em xem được cái đoạn quảng cáo này thì anh em nhớ bấm ủng hộ cho mình xin một like nhé. Video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em xem về một cái tài khoản hiện tại đang ở Vương quốc 18-18. Và như anh em cũng biết được là Vương quốc 18-18 thì vừa rồi đã trải qua một mùa KVK khá là healthy, có thể nói là một KVK địa ngục khi mà đánh thông tới 10 ngày. Vậy thì xem những cái tài khoản ở 18, đặc biệt là người nông dân chăm chỉ thì sẽ đánh KVK như thế nào nha anh em. Đầu tiên thì anh em mình sẽ cùng xem về mốc VIP nhé, cũng là một cái tiêu chí khá là quan trọng ở trong trò chơi này. Hiện tại mình đang thấy là VIP 17 với số ngày đăng nhập liên tục là 1300 ngày. Có thể nói là tốc độ VIP khá là nhanh đúng không anh em? Cũng có thể là do chủ ạc có chịu khó mua game tháng, lát nữa mình có xem có mua game tháng không nha. Ngoài ra thì cũng phải chịu khó farm game, với lại ở 18 thì cũng hit rương khá là ok. Nhưng mà ạc này theo mình biết được thì mới về 18 thôi chứ không phải là ở 18 ngay từ đầu. Đó, thế nên là cái tốc độ VIP này là cực kỳ nhanh nha anh em. Một cái mốc VIP khá quan trọng đối với những người chơi không nạp hoặc là nạp ít. Lên được VIP 17 là mình nghĩ đã là tuyệt vời rồi, không cần phải lên VIP 18 nữa anh em ạ. Giấc mơ chỉ cần lên tới VIP 17 thôi đối với mình. Còn không biết anh em thì như thế nào, anh em có thể comment dưới video là cái mốc VIP mong muốn của anh em là mốc VIP mấy nha. Tiếp đến thì mình sẽ xem về, ở đây là đang sử dụng nền văn minh Pháp chắc chắn rồi. Nếu như mà anh em không nạp các thứ hoặc là nạp ít thì mình nghĩ là nên sử dụng Pháp là tối ưu nhất rồi, vì nó sẽ tiết kiệm cho anh em rất là nhiều tăng tốc. Mức sức mạnh là 80 triệu và điểm tiêu diệt là 3.9 tỷ, gần 4 tỷ. Trong đó QT5 cũng khá là ổn áp đối với một cái tài khoản hơn 1k ngày một chút xíu, 131 triệu QT5 rất là cao. Mình sẽ xem một cái thông tin chi tiết hơn về cái tài khoản này nha. Gọi là những chỉ số cơ bản của ạc anh em ạ. Sức mạnh tối đa 104 triệu, bầu khá cao đúng không anh em. Chết tới 18 triệu, hỗ trợ tài nguyên, thu thập tài nguyên 12 tỷ và hỗ trợ tài nguyên lên tới 30 tỷ. Một cái thông số khá là ấn tượng đúng không anh em. Rồi trên tường thành tựu thì chúng ta sẽ có, thứ nhất là chiếm đại Ziggurat một lần, hộ tống thành công 10 chiếc thương thần, trang bị 8 mảnh tài năng đặc biệt cho một chỉ huy, trang bị 8 mảnh trang bị cho 5 chỉ huy. Có nghĩa là chỉ huy của anh em chỉ cần full trang bị là nó sẽ hoàn thành những cái điểm thành tựu như thế này. 80 triệu sức mạnh thì còn bao nhiêu lính đây? 3.2 triệu lính. Trong đó là bộ là còn khoảng 600-700, kỵ T5 còn 900 và cung chỉ còn 362. Như vậy có nghĩa là đánh hai bộ, hai kỵ và một cung. Để lát nữa anh em mình sẽ cùng xem chi tiết hơn nha. Tiếp đến thì anh em mình sẽ cùng xem. Ôi, ở đây nhìn cái là nhà OL này là thấy, anh em thấy có quen không? Có một cái nhà huyền thoại anh em. Nhà này thì anh em KVK 1 anh em có thể đổi trong shop KVK nè. Tiếp đến thì mình thấy có một số cái nhà ở trong vòng cuộn mà những anh em mới chơi K1, K2 thì có thể mua ở trong gói vòng cuộn, có cơ hội sở hữu những cái nhà vòng cuộn như thế này nha. Ngoài ra cái nhà OL này thì cũng khá uy tín đấy. Không phải ai cũng được đánh OL anh em ạ. Thế nên sở hữu được cái nhà OL ở trong gạc anh em là cũng phải gọi khá là uy tín rồi. Rồi nhà đua thiên đỉnh thì không có, và mình nghĩ là những anh em mà nạp ít thì cũng không cần phải đua thiên đỉnh. Hãy để tăng tốc để đánh nhau thì nó sẽ tốt hơn nhé anh em. Đừng bỏ quá nhiều thời gian vào cho cái việc kéo man, sau đấy thì dùng tăng tốc để đua thiên đỉnh thực sự rất là vô nghĩa, không có một tác dụng gì hết. Và thay vào đó anh em bỏ thời gian kéo man và dùng tăng tốc để đánh nhau thì mình nghĩ nó sẽ là hợp lý hơn nhé anh em. Tiếp đến anh em mình sẽ cùng xem Red Core. Mới đánh một mùa KVK rất là địa ngục, thế mà Red vẫn còn thấy ổn phết nhờ, farm nhanh vãi cả trưởng luôn. Đánh kinh lên được khoảng một ngày thì bắt đầu là nghỉ luôn nhá anh em, nghỉ farm luôn tới bây giờ. Thì là ở đây mình thấy là Red ngoài cũng được một bê ngô nè, một bê gỗ nè, gần bê đá và cũng gần bê vàng, farm nhanh thế nhờ. Ở trong kho là anh em thấy được là đánh KVK với hàng là thấy cực kỳ là kinh khủng. Mùa KVK địa ngục thế nên là đánh kho cũng bung hết. Đúng rồi, đấm nhau là nó phải nhiệt tình như thế này anh em ạ. Thật sự mà nói là mình thấy rất là nhiều, không phải là nói xấu ai hết, thế nhưng mà mình thấy rất là nhiều người chơi là cứ đấm được tí bảo hết red, nhưng mà thực ra red kho anh em đã bung đâu. Còn đây đấm khô máu là cũng phải bung hết red kho như thế này. Đây là red người ta mới hồi lại đấy anh em ạ. Và nếu như anh em muốn kiếm thêm red thì anh em có thể chạy pháo đài nhá. Đây, red từ cái gói tài nguyên cấp 2 nè, là từ cái việc chạy pháo đài nó sẽ cung cấp cho anh em một lượng red cũng rất là nhiều nhá anh em. Để xem tăng tốc còn nhiều không. Ôi, đấm khô máu thật chứ, tăng tốc hết luôn nè. Gặp thật sự. Thiết bị để xem nào. Ồ, nhiều đấy. 2 8 14 20 26 27 28 29, gần 30 món trang bị cam. Nhiều phết đấy, quá nhiều gear đúng không anh em.
Ở đây mình thấy cũng rất là nhiều món có tài năng đặc biệt nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 món có tài năng đặc biệt trên 29, gần 3, cứ cho là 30 món đi. Thì tính như vậy tốc độ trung bình là cứ khoảng 5 món nổ một món tài năng đặc biệt. Nhân phẩm như vậy là khá là ok rồi. Ở đây có một cái mũ chinh phạt nè. Để nhiều anh em giống dạng như mình là đập hai mấy món mà chưa nổ một món nào có tài năng đặc biệt đấy anh em. Xác suất mà cứ 5 món nổ một món như vậy là khá ok rồi. Ở đây mình thấy á, anh em có thể nhận diện được là chủ ạc đã không tinh luyện một món nào, và thay vì đó là đập luôn. Đập nếu mà không nổ tài năng đặc biệt thì cho con khác dùng, như vậy thì nó khá là hay. Bởi vì anh em tinh luyện thì anh em chỉ dùng cho một đạo thôi. Và hầu hết là những anh em mà chơi lâu, ví dụ như mình tính trung bình thì nó sẽ rơi vào khoảng tối thiểu nhất là anh em chơi khoảng 2 mùa KVK chinh phạt, là khi đó anh em phải đánh từ 2 đến 3 đạo trở lên rồi. Thế nên là cái việc tinh luyện nó sẽ không khả thi đối với những người chơi ít nạp nha anh em. Ở đây mình thấy có một số đạo đánh chính nè, SC Netki nè, Hạng Vũ là 3 nè, Quang Vũ là 4 nè, Gia Cát Lượng là 5. Ôi đánh 5 đạo khét thịt chứ. Đánh có thể là đánh 5 đạo đến 6 đạo vì Cha Gian mình thấy có cả kia tím ở đây nữa. Rồi bây giờ thì sẽ xem một chút về cách ghép nối tướng của chủ bạc nha anh em. Một đạo đầu tiên nó chính là Gia Cát Lượng với Di. Một số anh em nói Gia Cát Lượng với Di thì ai chơi đâu, nhưng mà chắc là anh em xem bot người ta chơi game nhiều quá, hoặc là những người chơi người ta có nạp tiền vào trong game thì anh em mới có cái nhìn nhận nó hơi bị sai. Chứ còn về cá nhân số đông người chơi cái trò chơi này thì hầu hết người ta đều chơi Gia Cát Lượng với Di. Bởi vì đa phần là rất là nhiều người chơi ít nạp hoặc là không nạp thì hầu hết là người ta đã lên Di mát sẵn rồi. Thế nên để cho tiết kiệm thì người ta lên thêm Gia Cát Lượng là cũng là một cặp đánh on field rất là khỏe, chứ không phải đến nỗi là quá yếu. Cặp này nó chỉ giới hạn một chút là không có tốc độ di chuyển quá là nhanh thôi. Đó, thế nên là nhiều anh em cứ định nghĩa là Bowie K với Gia Cát Lượng mới mạnh, thì cái chuyện hiển nhiên là ai cũng biết về cái cặp đấy mạnh rồi, nhưng mà không phải ai cũng lên Bowie K với lại Gia Cát Lượng và bỏ con Di, trong khi đó con Di là một con tướng rất là tối ưu. Đó, thế nên là cặp Gia Cát Lượng với Di vẫn là cặp tướng mà được rất là nhiều người chơi tiết kiệm sử dụng nó. Nếu mà đánh một đạo cung người ta chỉ lên một cặp như thế này thôi. Thứ nhất là Gia Cát Lượng thì người ta cũng có thể kéo man được, và Di người ta cũng có thể kéo man được, hai con này tách ra làm hai đạo kéo man vẫn được. Và trong khi đó đánh field thì nó cũng cực kỳ lộn áp. Thế nên là nhiều anh em có cái nhìn mình thấy nó hơi sai một chút là cặp Gia Cát Lượng Di giờ không ai chơi. Thực ra những người chơi nạp thì họ chơi cặp này rất là nhiều, thay thế cho Bowie K với lại Gia Cát Lượng. Và nếu như lên Bowie K Gia Cát Lượng anh em bỏ Di đi thì thực sự nó rất là uổng. Thay vì đó anh em có thể lên một cặp tướng khác sẽ nó sẽ tốt hơn. Một cặp thứ hai. Rồi mình sẽ mở anh em nhìn trang bị nè. Cũng còn đánh cả mid tím ở trong đây nè. Vũ Trang nè, Tàn Bạo nè, Ô Nhục nè. Một đạo thứ hai là Quang Vũ với lại Alex. Quang Vũ với Alex, Gear, Cam, Vũ Trang. Đạo thứ ba là SC với lại Melmet. Ôi vẫn còn đánh vừa cam vừa tím nha anh em. Và nếu như mà anh em không đủ để lên full cam ấy, mình thấy một số anh em cứ chờ và lên full cam mới đánh nhau được, thì biết khi nào anh em mới có kill. Thế nên là cứ lên vừa cam vừa tím như vậy là cũng đánh nhau khá là ổn áp rồi anh em ạ. Một đạo thứ tư, đạo này là nét với Doan, đạo này cực chuẩn. Thế nên là lên gear nó cũng cực chuẩn luôn, full cam. Vũ Trang cũng tương tự như vậy nha. Một đạo thứ năm là Hạng Vũ William, cặp này cũng khá là khỏe rồi. Vũ Trang thì vẫn còn sử dụng gear tím, nhưng mà cái vũ khí kỵ này cũng khá là tốt rồi, anh em có thể lên đồ như thế này. Cái vũ khí kỵ tím thì thay sau, khi nào có điều kiện thì thay sau. Bởi vì cái vũ khí tím này nó cũng bút thủ rồi nha. Và một đạo thứ sáu mình thấy chủ ạc đang mid nó chính là Cha Gian với lại AE, nhưng mà không biết là có đánh on field hay không thôi. Nhưng mà nhìn chung là gear cũng đánh gear tím, full tím như thế này nè. Đánh full kỵ luôn mới ghê chứ, Cha Gian AE full kỵ để cho tốc độ di chuyển nó nhanh hơn đấy anh em ạ. Và hầu hết không biết anh em mở vũ trang như nào mình, nhưng mà riêng cá nhân mình mở vũ trang thì mình lại thấy mở cái vũ trang lãnh đạo nó lại xịn hơn mấy cái vũ trang bình thường như bộ kỵ cung anh em ạ. Rồi như vậy là anh em mình đã biết được chủ ạc sẽ đánh 5 đến 6 đạo đánh on field. Ít nạp mà đánh như vậy là cũng cực kỳ khỏe rồi đúng không anh em. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ xem một chút về danh dự, điểm danh dự cá nhân. Ôi ôi, sao mà tham gia xây dựng tòa nhà liên minh dã man thì chứ. Ông này cũng lừa chơi game phết nhờ. Mất mớ quà luôn nè, quá trời rét ở trong này nha anh em. Mà cái nhiệm vụ này cực kỳ dễ làm, thế nên là anh em đừng bỏ lỡ cái nhiệm vụ này nha. Chịu khó vào game, như mình là một ngày vào game chỉ một lần thôi. Nếu như mà không có KVK mình chỉ vào quán lần, thế nên là anh em thấy được khi nào mình cũng nằm trong cái tình trạng là thiếu red, không có red để đánh nhau là lý do vậy ấy. Nhưng mà cái nhiệm vụ này khi nào mình cũng hoàn thành hết, vào mà cứ để ý chỗ nào có cờ xây một lính là anh em nhớ gửi lính vào để hoàn thành. Bỏ cái này uổng quá anh em ạ. Một đống tài nguyên trong này ấy. Có thể là anh em có nhiều red anh em thấy cái này nó không quan trọng, nhưng mà đối với những người chơi mà tính toán red như mình thì cái này nó thực sự rất là nhiều.
điểm danh dự mùa này thì 18 thua, thế nên là không được hit bệ thờ bóng đêm, thế nên cái điểm danh dự nó sẽ không cao. Ở đây là hit di tích cũng khá là nhiều nè, mới được 71k điểm nè, phí quá nhà. 21 chỉ huy đồng thời có 21 chỉ huy phụ trợ. Ôi cái này cũng không làm nè, bỏ uổng cực kỳ luôn. Cái này làm khá là dễ, chỉ cần add kỹ năng phụ trợ và cho tướng thôi là nó sẽ tính đủ nhá anh em. Tiêu 90 triệu pha lê, vậy là cũng nạp gói pha lê mùa, gói nhiệm vụ pha lê. Và có khả năng là hình như là nếu nhớ không nhầm thì phải mua thêm một vài gói bật lên nữa, gói bóp úp nữa thì nó mới lên được tới 90m pha lê. Còn không nó sẽ rơi vào tầm khoảng 70m pha lê thôi nhá anh em. Rồi 30 MQ thì chắc chắn nó phải đạt, với 30 MQ mà không đạt thì nắp bét đúng không anh em. Rồi 30 MQ rồi. Rồi sẵn tiện trong đấy thì anh em mình sẽ cùng xem sơ một chút về ký ức mùa giải của chủ ạc luôn nhé. Để xem mùa này chủ ạc đánh đấm như thế nào đây. Năm đào, hành trình vinh quang, ngài đã tiêu diệt 37 triệu đơn vị địch. Rồi thế là cũng đủ 30 MQ, hơn mình 7 MQ. Mình được 30m hơn một chút. Ngày 6 tháng 7 năm 2023 khi đội quân cũng ôi đánh một ngày mà kiếm kêu kiếm tới 14 MQ, gần 15 MQ một ngày. Đấm ác thế nhỉ. Ngày này chắc tất cả ngày đánh sao đánh khiếp thật chứ. Tiếp đến là anh hùng bất diệt. Cái này anh hùng với anh hùng gì nhỉ? Đặc dịch nó hơi sai. Quậy. Trong chiến dịch oai hùng này, ngài đã chữa lành 30 triệu đơn vị, chữa thương 30 triệu lính, trong cái đó gây thương nặng tới 37 triệu. Ồ thế nào ông này đánh on field hay ấy, lời đánh với hàng mà lời mới ghê chứ. Mình đánh lỗ sắp mặt luôn, mình đánh lỗ gần gấp đôi. Mà ông này tính ra, nếu mà con số nó thống kê như vậy thì tính ra ông này đánh lời, chữa thương có 30 triệu mà tiêu diệt 37 triệu, có nghĩa là lời rồi. Lời hoặc là giao dịch 1-1 như vậy, đánh với hàng là lời. Còn mình toàn lỗ gấp đôi, gần như là gấp đôi luôn. Là đánh on field hay đấy. Tướng tá với gear thì anh em thấy là tướng thì cũng ok rồi, nhưng mà gear thì cũng đâu đến nỗi là quá mạnh đúng không anh em. Nhưng mà được cái được cặp kỵ với lại cặp cung là meta. Nhưng mà đánh với hàng meta hay không meta thì cũng ăn 7-8 đạo, nó hùa vào nhau nó đập thôi anh em à. Nhưng mà nhìn chung đánh vậy là cực kỳ lời rồi. Thế tính ra ông này đâu tốn nhiều red lắm đâu, đánh lời mà. Ôi đánh pháo đài, trời ơi lừa dã man hùng ngàn. Mình cứ nghĩ là mình là người lừa ở trong 18-18 rồi, và sau khi review xong cái ạc này mình thấy ông này còn lừa hơn mình chắc chắn luôn này mà. Ghê thiệt chứ, lừa giá ác luôn. Liên minh 18-18 tiêu diệt tổng cộng 4.765.511.320 đơn vị địch, xếp hạng 1 trong vương quốc đã mất. Rồi cực kỳ hung hãn, 18-18 là cực kỳ hung hãn anh em. Vương quốc của ngài đã tiêu diệt 6 tỷ đơn vị của kẻ thù, đấm khiếp thật. Vương quốc của ngài đã chữa lành tổng cộng 5 tỷ, chữa lành 5 tỷ mà đấm 6 tỷ, có nghĩa là 18 vẫn không phải thuộc nằm cái dạng yếu đúng không anh em. Đánh on field là lời chứ không phải là lỗ nhá anh em. Thế nên nó mới có những con số này. Đây là những con số biết nói và không thể nói dối được. Nếu mà nói dối thì chỉ có lý lịch nói dối, với anh em mình thì không thể nói dối được rồi. Có tổng cộng 612.921.509 đơn vị trong vương quốc của ngài bị tiêu diệt. Ủa, chết khiếp thật, 612 triệu lính, quá kinh khủng đúng không anh em. Rồi tiếp đến thì anh em mình sẽ cùng xem về một chút về cái kỹ năng phụ trợ của chỉ huy khi mà chủ ác ghép nha. Netkey sẽ là Bella cao cao và Belly. Quanh Vũ sẽ là con. Ôi sự kiểu con này bảo sao đấm không sướng được. 40% máu, thêm recharge, thêm phê rất tăng năng lực quân đội nữa. Gia các lượng thì là Edward. Ôi Edward cũng quá xịn luôn. LC. Ôi tôn tử cũng là map, đánh map Orland này mà nếu mà không có tướng xịn thì đúng là skill bộ hỗ trợ của anh em nó cũng sẽ si đa vãi trưởng. Thành ra những cuộc hành quân đánh on field của anh em nó cũng sẽ cực kỳ yếu nha nè. Rồi toàn là skill xịn thôi, này chắc tháo skill ra làm gì rồi nè. Chayan cũng chưa bỏ hết nè. Rồi tiếp đến thì mình sẽ cùng anh em xem thử chủ ạc sẽ map bao nhiêu chỉ huy nhá. Lúc nãy chưa xem huyền thoại 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20. Ủa ôi bắt nhiều tướng thế nhỉ. 20 con tướng cam,
Và để theo như thông lệ của anh em thì anh em có yêu cầu mình là khi mà chất về tướng thì bấm luôn vào cái phần mà xem thử một con tướng chính mà chủ ạc đánh on field thì sẽ gây giết được bao nhiêu lính. Thì ở đây con Netkey là giết được 12 triệu lính nè. À, Quang Vũ nha. Quang Vũ sẽ là 22 triệu lính. Rồi, lỡ thì bấm luôn tài năng cho anh em xem luôn nhé, về tài năng chủ ạc sẽ đánh như thế nào nhé, nâng như thế nào. À, Quang Vũ nè. Ta lên Quang Vũ nha anh em. Tiếp đến là Gia Cát Lượng tiên sinh. 4 triệu 6. Gia Cát Lượng thì là tướng mới rồi. Ta lên đây. SCBO. SCBO 3 triệu 9. Tài năng. Đây. Những cái này thì chắc là anh em cũng biết rồi, nhưng mà theo yêu cầu của số đông của anh em thì mình cũng sẽ bấm như thế này để cho anh em xem. Ôi, hàng vũ chém ác ấy. 19 triệu kìa. Để cho anh em sẵn tiện thì anh em cũng có thể tham khảo với cái tài năng mà chủ ạc sẽ đánh on field luôn. Như vậy là 1, 2, 3, 4, 5 đạo là 5 đạo mà chủ ạc sẽ dùng đánh on field. Tuy nhiên có một số con tướng kẹp phụ cũng có khả năng gây sát thương rất là cao, nó chính là Doan. 13 triệu nè. À, William đi phụ cho Hạng Vũ cũng 19 triệu nè. Và tiếp đến của ạc này mắc là gì không xin. Cha Gian. Cha Gian, tài năng của Cha Gian nhé. Còn đây là điểm giết của con Cha Gian, 4 triệu 3 là cũng đấm cực kỳ nhiều. Tướng lãnh đạo mà là tướng bút thôi, nhưng mà cũng đấm như vậy là cũng cực kỳ khét rồi. Rồi, như vậy là mình đã review xong về tất cả những cái gì liên quan đến cái tài khoản này. Thì hy vọng là anh em sẽ có cái nhìn tốt hơn về một người chơi. Nói mà nạp nhiều thì cũng không phải nạp nhiều. Anh em nhìn tách pha lê là anh em cũng biết rồi. Thế nhưng lại có cái lối đánh như anh em xem cái ký ức mùa giải mình đã chia sẻ cho anh em ấy. Thì nếu mà đánh với hàng 17-18 mà đánh như vậy là cực kỳ lời đúng không anh em. Cá nhân mình sau khi vào xem thì cũng cực kỳ ấn tượng với cái việc là gây thương nặng và chữa lính của chủ ạc. Nói chung là đánh cực kỳ lời ấy. Tuy nhiên là sau khi review xong thì thấy chủ ạc cũng có khả năng là lười ý chang mình. Thật đánh man gì mà có 30 con man nữa là chết rồi. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn em đã xem video. Nhớ ấn ủng hộ cho mình, xin một like ủng hộ cho mình, một đăng ký kênh nha. Bye bye và hẹn gặp anh em ở những video lần sau.